Trở lại với trận mưa lịch sử ngày 15 tháng 9 làm đảo lộn cuộc sống của hàng ngàn hộ dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Trận mưa được ví như là thêm dầu vào lửa khi mà khiến cho tình cảnh của nhiều gia đình càng trở nên tệ hơn. Ghi nhận sau đây của phóng viên VTC14 có thể sẽ là một lời cảnh báo về chất lượng cuộc sống của người dân đang ở thành phố hiện đại bậc nhất cả nước này. Nhìn cảnh tượng này, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới một cái ao. Nhưng đây là nhà của một hộ dân đến nay vẫn ngập sau trận mưa ngày 15 tháng 9 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Chó, gà, vật nuôi có thể dễ dàng tìm nơi trú thân. Nhưng những thành viên trong gia đình thì gần nửa tháng nay vẫn phải đi lại trong hoàn cảnh này. Sau cái ngày 15 thì mấy ngày sau lại có chiều, có những cơn mưa liên tục. Thì nó coi như hầu như nó không rút mà nó cứ ngập lênh láng trong nhà, là mình kê giường, kê đồ đạc lên, rồi sinh hoạt này nọ thì cũng vẫn nấu cơm ăn, nhưng mà nó khó khăn hơn cái ngày thường nhiều. Nhà ngập hơn nửa mét. Lối đi bên ngoài ngập sâu đến 1 mét. Và nhiều chỗ ngập gần tới ngực người lớn. Tất cả vật dụng trong nhà đều phải kê lên cao. Và sinh hoạt của gia đình hoàn toàn bị đảo lộn. Mình học mình lúc nào mình cũng ngâm nước thì bệnh. Mẹ của tôi cũng bị dị ứng nước dơ, chân nổi đỏ, mấy cái mần đỏ quá trời luôn. Mấy ngày mà được nghỉ thì phải lên nhà người quen ở đây suốt ngày cũng cực lắm. Xung quanh nhà, đầu đầu cũng thấy nước ngập cùng với rác thải và ô nhiễm nghiêm trọng vì nước không có đường thoát. Nhiều người trong gia đình đã mắc bệnh ngoài da. Người lớn tuổi nhất trong nhà, 84 tuổi, vốn đã bệnh tiểu đường nhiều năm nay, lại phải sống trong cảnh nước ngập dơ bẩn nên càng thêm bức xúc. Tình trạng nước ngập sâu và lâu như thế này đều có nguyên nhân của nó. Làm sửa cái đường này nè, hai cái đầu kia cao, hai đầu đầu này cao. Cái hai con đường dốc hết về nhà tôi đựng nước chứ, hồ chứa nước đấy. Tôi phải chịu đó, mà không có kêu ai được. Hiện trạng xây dựng và nâng cấp mặt đường ngày càng cho thấy sự tốn kém và tác hại lâu dài của nó. Tiếc là chưa thấy các biện pháp xử lý nào của cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh. Còn họ, những người dân sống ở thành phố hiện đại bậc nhất cả nước, vẫn đang phải oằn mình sống trong nước bẩn.